Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình giới thiệu cho anh em tham gia một chuyện này góp nhận 50 đô token RON từ trái Golden Guban Valency các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link dưới video, mình mở cái link form ra các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter, các bạn nhập follow các bạn. Join kênh Telegram nè, follow kênh Chaler nè. Rồi tới request sẽ inbox ta năm các bạn nhấp vào đường link này các bạn. Twitter thì các bạn like nè các bạn. Rồi các bạn trích dẫn như tweet nha các bạn. Rồi các bạn ta 5 người bạn rồi bấm tweet nha các bạn. Rồi sau khi bạn bấm tweet xong các bạn mới đáp lên inform nè các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn để địa chỉ email của tôi các bạn nha các bạn. Tiếp tục quản định username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram bằng join vào nha các bạn. Tiếp tục các bạn điền username Twitter các bạn ơi, mình lộn các bạn. À còn MMO của bạn nha các bạn. Các bạn mở Twitter các bạn ra thì sẽ thấy được cái username Twitter các bạn. Bạn vào trang cá nhân nha các bạn. À còn MMO của bạn nè. Tiếp tục thì các bạn điền username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Bạn vào setting copy username Telegram của tất cả các bạn. Tiếp tục thì một cái link request thì các bạn mở từ Twitter của tất cả các bạn ra nè. Từ Twitter thì các bạn mở từ Twitter, các bạn nhấp vào bao gạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Rồi các bạn qua từ Twitter trả lời nè các bạn. À sao kỹ ta, mình chưa từ Twitter xong các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tờ Twitter hồi nãy nè các bạn. Rồi sẽ đứng máy vậy ta. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Dán vào cái link submit you request link nè. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain. Các bạn dùng địa chỉ với Chocolate nha các bạn. Còn bạn nào dùng địa chỉ trên với MetaMask thì các bạn manage mạng BNB Smart Chain vào. Và các bạn chờ chút xíu nữa. Rồi các bạn dùng địa chỉ với BNB Smart Chain các bạn sẽ chép địa chỉ với. Rồi các bạn bắt up lại các bạn dán vào đây. Cái mã gapper này thì các bạn điền giúp mình a còng anh 4 số 1 các bạn. Rồi tất cả các bạn gỡ là xong các bạn. Ok, như vậy video mình hướng dẫn các bạn nhận 50 đô token RON đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.